Nhóm chúng mình có 5 thành viên. Mình là Nguyễn Thị Thu Phương. Mình là Nguyễn Huỳnh Diệu Linh. Mình là Nguyễn Hà My. Mình là Kim Trà My. Mình là Phạm Thị Ngọc Ánh. Sau cái đêm bán kết đó thì hoạt động đầu tiên của chúng tôi đó chính là bốc thăm để chia nhóm nhân ái. Vì mở nhóm đầu tiên màu xanh dương. Dự án thắp lên hy vọng. Nhóm thí sinh hãy đến gặp giáo sư tiến sĩ Trần Thiết Sơn để tìm hiểu câu chuyện về người thầy thuốc hơn 20 năm đã rong ruổi cùng các đoàn thiện nguyện đi khắp cả nước, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc để mổ cho các bệnh nhân nghèo, bị hở hàm ếch, dị tật bẩm sinh, di chứng bỏng. Bác sĩ đã thực hiện hàng trăm ước nguyện thay đổi cuộc đời cho những số phận không may, không có điều kiện đến bệnh viện chữa trị. Nhóm thí sinh hãy lên kế hoạch cùng thực hiện những hoạt động ý nghĩa để giúp đỡ những bệnh nhân khiếm khuyết, khó khăn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và cùng nhau lưu lại những kỷ niệm thật đẹp để tri ân tấm lòng vàng mà bác sĩ Trần Thiết Sơn đã cống hiến cho người và cho đời. Khi mà nghe đến tên dự án là Thắp Lên Hy Vọng thì tôi cũng đã mường tượng ra rằng mình đang chuẩn bị thực hiện một cái gì đó liên quan đến những ước mơ, những hy vọng, những cái điều mà tốt đẹp trong tương lai và mình sẽ thay đổi một cái gì đó. Tiểu Vi xin chúc mừng nhóm màu xanh dương đã có một dự án đầy ý nghĩa. Việc đầu tiên mà chúng tôi nhận được đó chính là mình sẽ được đến thăm một bệnh nhân của bác sĩ Sơn, đó là chị Hảo. Tôi rất tò mò, không biết là tại sao mình lại được phân nhiệm vụ là gặp chị Hảo đầu tiên mà không phải là bác sĩ Sơn. Chúng em đã đi đến rất là sớm để tìm hiểu và hỏi thăm câu chuyện của chị. Ngay cái sáng hôm mà chúng tôi gặp chị ý thì trời mưa rất là to và chúng tôi đã phải chạy thật nhanh đến nhà của chị nằm trên phố Minh Khai. Chào mọi người. Cảm ơn chị. Hôm nay mọi người đến sớm nên là mình mời mọi người ăn sáng cùng với mình luôn. Thực sự rất là sốc khi mà gương mặt của chị đã bị hỏng một nửa do những tổn thương mà quá khứ gây ra cho chị. Nó như kiểu là một phần trong cuộc sống đối với mình thôi. Cách đây rất là lâu, khi mình vừa mới sinh ra được 6 tháng tuổi thì mình có một cái vết bớt ở trên mặt, nó đỏ, màu đỏ như kiểu quả cà chua ấy. Thì bố mẹ mình mới đưa mình lên bệnh viện. Cũng có thể là do cái số của mình không may mắn, thế nên là bác sĩ đã tia quá tay. Sau khi mà tia quá tay thì mình đã bị bỏng do cái laser đó. Lúc đó thì gia đình chị chỉ muốn là cứu sống con mình thôi. Vậy nên là vết bỏng đã theo chị đến tận bây giờ. Chị đã lớn lên trong những lời miệt thị, mỉa mai và có những lúc chị cảm thấy bản thân rất là buồn và cảm thấy rất là tủi thân. Mọi người nói tôi là ma cà rồng, là con ma, là xác sống, là zombie. Những gì xấu xa, tồi tệ nhất thì đều được dành cho tôi. Khi còn rất nhỏ, tôi đã từng nói với mẹ rằng nếu biết trước mẹ sinh con ra như thế này, tại sao mẹ không bóp chết con khi con vừa mới sinh ra? Đó là câu nói khiến mẹ tôi đau lòng đến tận bây giờ. Thực sự tôi hận cái người đã khiến cho tôi trở thành một người như thế này. Tôi đã tự đặt mình vào hoàn cảnh của chị. Tôi tự hỏi bản thân rằng là liệu mình có thể vượt qua được như chị hay không? Thì câu trả lời có lẽ là không. Ban đầu thì em nghĩ là chị là một người sẽ rất là chán nản bởi vì cái dung mạo của mình và không có sức sống. Nhưng mà sau khi mà đến gặp chị ở buổi sáng nói chuyện với chị thì em nhận ra là chị là một người rất là nhiều năng lượng, rất là nhiệt tình và luôn luôn nghĩ tích cực. Trộm vía một cái nữa đó là trí tuệ của mình cũng hoàn toàn bình thường. Thế nên là mình cảm thấy mình rất là may mắn. Rồi sau đó thì mình đi học và tiếp tục học lên đại học. Rồi sau khi hoàn thành hệ đại học thì mình có ý định là sẽ học cao học. Và hiện tại thì bây giờ mình đang là học viên cao học của trường đại học Sư Phạm. Hiện tại thì chị đã đang làm giáo viên dạy các trẻ em tự kỷ. Chị cũng đã thành lập một cái quỹ có tên là Mầm và Những Người Bạn. Nếu không hướng về phía trước thì bản thân mình sẽ tụt hậu. Và với những người như bọn mình, càng không bước tiếp thì càng bị tụt hậu hơn và càng bị đẩy lùi về phía sau, nên là phải cố gắng. Và mình cũng tham gia rất là nhiều những cái chương trình từ thiện và thiện nguyện. Và
được rất là nhiều người biết đến và ủng hộ. Chị có nói với tôi rằng ở đâu có thiện nguyện thì ở đó chắc chắn sẽ có chị. Và tôi nghĩ rằng đây chính là cơ duyên để chị có thể gặp được bác sĩ Sơn. Và bác sĩ Sơn có liên hệ trực tiếp với mình và nói rằng bác muốn giúp đỡ cháu thực hiện điều đó là hoàn thiện bản thân mình hơn. Bởi vì bất cứ một người con gái nào khi đã giỏi rồi, người ta chỉ cần đẹp thêm một chút nữa, người ta có rất là nhiều những cơ hội khác đến với mình. Và cũng rất là trùng hợp hôm nay chị có cuộc gặp gỡ bác sĩ Sơn để hoàn thiện cái hồ sơ và cái việc thăm khám cho cuộc phẫu thuật sắp tới. Nếu như mọi người muốn tham gia cùng với chị để hiểu hơn về cái cuộc sống của chị thì mọi người có thể đi cùng với chị. Tôi có thể cảm nhận được lòng biết ơn của chị Hảo đối với bác trong từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói. Chúng tôi đã rất là hào hứng và ngay lập tức lên đường cùng chị đến bệnh viện Sanh Pôn. Cái bỏng xạ trị đấy thì nó không chỉ đơn giản là tổn thương cái da mà tổn thương toàn bộ cái hệ thống xương và hệ thống cơ của cái mặt này. Và cái ấn tượng đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó chính là bác có một dáng vẻ và một giọng nói rất là hiền từ, nhẹ nhàng. Bác ân cần chia sẻ về bệnh tình của chị Hảo cho các bác sĩ trẻ và cho chúng tôi nghe. Cái giải quyết cái môi này đồng thời với cả cái lần phẫu thuật này hay là giải quyết nó là sau 3 tuần. Cái đấy mình tính toán. Nhưng chắc chắn là nó sẽ thay đổi. Trình độ y tế bây giờ, những cái mà y tế, y học có thể làm được thì có thể thay đổi được chứ. Tại sao phải bi quan, đúng không? Đấy, một cái nguyên tắc là khi mà bệnh nhân rất là tươi tắn rồi là hợp tác với bác sĩ, không cau có thì tỷ lệ thành công rất cao. Và những cái người mà đến rồi khó đăm đăm rồi là sợ hãi rồi cáu bẳn rồi tất cả các thứ thì tự bản thân cái liền thương sau mổ nó rất là kém. Trong cái phẫu thuật này thì cái quan trọng nhất là anh phải có kinh nghiệm. Thứ hai nữa là anh có được đào tạo một cách bài bản. Và thứ ba nữa luôn luôn là thấy là bệnh nhân như là người nhà mình. Nếu như mà bệnh nhân như người nhà mình thì mình sẽ làm giống như cho người nhà mình, kết quả nó sẽ tốt. Tôi tin chắc là với ca này sẽ rất là nổi tiếng, không phải ở Việt Nam mà cả thế giới. Cháu rất là mong chờ xem là sau khi chị có là xong như thế nào. Cháu cũng mong chờ cái hình ảnh mới của chị như thế nào. Tuần sau chị sẽ làm một cuộc phẫu thuật. Và tôi mong rằng cuộc phẫu thuật đấy sẽ thành công và rất là mong chờ được thấy hình ảnh sau khi phẫu thuật của chị. Tôi cảm thấy ấn tượng nhất với câu nói của bác đó chính là tỷ lệ phẫu thuật thành công cao sẽ phụ thuộc vào tinh thần lạc quan và niềm hy vọng của chính bệnh nhân đó. Và qua cái câu nói đó của bác sĩ thì tôi có thể cảm nhận được trong ánh mắt của chị niềm hy vọng và sự mong chờ tới cái ca phẫu thuật để chị có thể thay đổi được diện mạo của mình.